Xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi câu cá. Với cái độ sâu càng sâu thì tôi sẽ câu được những con cá càng giá trị. Các bạn nhớ xem hết video nha. Thả cái cần câu xuống nào. Và bây giờ chúng ta có thể câu được 3 chú cá. Mình sẽ chọn một chú cá vàng và một chú cá hiếm và một chú cá bình thường. Và mình đã tìm được 155 đồng. Đây là một trò chơi mình sẽ câu. Chỉ một lần thả mình câu hàng trăm con. Để mình xem, bây giờ mình sẽ nâng đi xuống sâu hơn đi. Và mình sẽ cái thứ ba không cần nâng nha. Nâng hai cái này thôi. Rồi, bây giờ chúng ta phải tìm con cá nào xịn xịn nè. Con cá này, mấy con cá này rẻ bèo. Đây, con cá hiếm nè. Ui, được mỗi một con cá màu vàng thôi mọi người ạ. Nhiệm vụ của mình là tìm thật là nhiều cá vàng mọi người. Ok, ở đây chúng ta có, ở đây 25 cũng được nè. Ủa, cá vàng đâu? Ê, trời ơi, tôi kiếm được 45 đồng à. Thôi kệ, đi xuống sâu hơn. Đi xuống sâu hơn là chúng ta sẽ tìm được cá vàng. Tôi cần một con cá vàng, một con. Ok, ơi, có một con cá vàng kìa. Ok, đi xuống sâu hơn nữa nha. Bây giờ là mình sẽ câu được 6 con nè. Bây giờ chúng ta sẽ câu được 6 con. Ok, đi xuống. Từ từ. Ủa, cái gì vậy? Ê, một con, hai con, ba con, bốn, năm. Sáu rồi. Ok, cũng được. Bội thu. Rồi, bây giờ mình sẽ phải câu nhiều hơn nữa. Rồi, một con cá vàng trước nè. Một con, ui, con kia không câu được, tức thế nhờ. Hai con, ui, được nè, ngon. Ủa, lần này mình câu ít vậy? Nhưng mà nhiều chất lượng. Mình câu ít nhưng mà nó chất lượng mọi người ạ. À, mọi người đợi mình một tí. Bây giờ là sâu hơn đi. Mình sâu hơn để mình tìm cá mọi người. Đây rồi, chúng ta có cá màu. Ủa, cá vàng, có cá vàng không? Cá vàng. Ok, vậy cũng được. 225 đồng. Bonus ít vậy ta. Và bây giờ mình có thể đi vào hồ cá. Mình thả mấy con cá này, mình có thể thu hoạch tiền của tụi nó. Oh my god, ngon thế nhờ. Và bây giờ mình đã có 1000 mấy rồi. Ngon, và bây giờ mình sẽ câu nhiều cá hơn. Xuống sâu hơn nữa. Và bây giờ mình có thể có được những cái gọi là mốc. À, cái này có min max nữa nè. Phải tính cái này nữa nè. Ui. Ok. Nè, lách. Câu mấy con cá xịn thôi, cá vàng nè. Ui, bội thu. Quá trời cá vàng luôn. Nhưng mà ngược lại thì tôi không câu đủ. Mình nghĩ là mình sẽ tăng thêm tiền đi nha. Tăng thêm cá để câu được đi. Một con này, hai con này, đó, câu hết. Mấy con cá bình thường tôi sẽ không câu. Trời ơi, có 265 mà mọi người. Từ, ủa cái gì vậy? Chưa kịp cái gì nữa. Ok, thôi thu hoạch đại đi. Được nhiêu? Úi, cảm giác như là không cần phải săn cá vàng chúng ta cũng nhiều tiền hơn nha. Từ, để mình nghĩ là mình sẽ câu nhiều hơn đi. Trời ơi. Ok. Được nhiêu? 300 không? Trời ơi, có 290 nè. Thôi kệ, không sao. Được quá trời tiền luôn nè. Và bây giờ mình sẽ đi thu hoạch tiền. Có không? Con cá này chưa cho mình thu hoạch mọi người. Thôi kệ tụi nó đi. Và bây giờ câu thêm nhiều cá hơn. 1, 2, 3. Xem tí nữa là tôi câu một con cá vàng, hai con cá vàng. Ơi, từ từ. Hiếm này, cá hiếm này. Rồi, hết rồi. Ủa, 500 nha mọi người. 500 bonus tiền luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cái này. Coi quảng cáo cho nó nhanh. Nâng tốn tiền lắm. Bây giờ mình sẽ đạt đến 20 con cá và xuống tầm cỡ 20 mét nha. Hợp lý ấy chứ. A few moments later. Và bây giờ chúng ta sẽ câu thử một lần coi là mình được bao nhiêu tiền nha. Và mình phải canh cái lực mát nữa. Và bây giờ sẽ có những cái con cá. Ui, tôi cá chắc là màn này tôi sẽ câu được 15.000. 18.000 cho một lần câu. Oh my god luôn ấy chứ. Và nhiệm vụ của mình là tiếp tục đẩy lên 30.000. Đây, 18.000 đúng không? Đó, perfect nè. Cái perfect stack rất là quan trọng nha mọi người. Nó sẽ cho chúng ta bắt đầu với những cái chỉ số khá là ok. Những cái con cá tuyệt vời. Những con cá mà gọi là ở ngoài đại hải trình á. Ui, 15.000 cũng ok đó chứ. Những con cá ngoài đại hải trình Sanji rất là thích nha mọi người. Ok. Ô, bắt đầu ok luôn nè.
Nhưng mà mình phải lựa mấy con cá vàng nha. Đây 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 đây, cá vàng đây. À, ok ok, bắt đầu. Cá vàng của tôi cũng ít nhất là 15.000. Trời ơi, có 15.000 à. Có nghĩa là bây giờ mình phải nâng thêm điểm để mình nhảy một lần. U, câu hai lần mình đã được 30.000 rồi. Thì bây giờ mình sẽ câu cái này. Câu mình nâng cái này. Ôi trời ơi, không có bắt đầu tuyệt vời rồi. Rồi nó ra mấy con cá biệp không à. Cá này là chỉ có ở Biển Đông thôi, chứ không có ở Đại Hải Trình rồi. Cá này chắc chưa tới 10.000 nữa mọi người. Bắt đầu xịn thì mình sẽ câu được những con cá mắc tiền hơn. Và mình có thể trúng được. Ui, quá trời tiền luôn nè. Mình sẽ nâng cái này này. Ok, đợi tí tiền lấy mình nâng thêm nữa. Nâng cái nâng thêm cá nữa. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, hãy cho tôi những con cá siêu cấp VIP Pro nào. Ủa là VIP Pro dữ chưa? Là VIP Pro dữ chưa? 23.000 chứ đừng có đùa. Câu một lần mà được 23.000 là tiền không luôn á. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cái này quan trọng quá. Càng sâu thì mấy con cá mà càng sâu thì giá trị của nó càng chất lượng mọi người ạ. Rồi cá này chắc ít tiền nè, cá này chắc ít tiền nè mọi người. Lần câu này 15.000 là cùng. 16.000 cũng ok đi. Rồi. Trời ơi, thiếu một tí nữa à. Đây rồi. Lần này chắc chắn là tôi câu được cá mập. À, tôi bỏ qua một con màu vàng rồi. Thôi xong. Nhưng mà được nhiều tiền. Đấy. Là nhiều dữ chưa? Là nhiều dữ chưa? Và bây giờ nâng thêm một cái nữa xuống độ sâu như mong muốn nào. Đó, lần này là chúng ta câu cá heo này. Giàu to, giàu to. Có ai biết tới ông chùm dựa hải sản không? Chính là tôi. 43.000 cho một lần câu. Uầy, mình cảm giác là bây giờ mình chỉ cần nâng cái giữa rồi đó mọi người. Ôi trời ơi, không được rồi, không sao. Trời ơi, xém tí nữa là câu được cá heo rồi. Rồi ok, tiếp tục nha, mình sẽ đẩy để mình câu những con cá xịn hơn. Cái này tầm 10.000. Cũng 17.000, cũng ok. Rồi, nhiệm vụ của mình là đẩy cái này xuống tới tận sâu tận 30m. Để coi có chuyện gì xảy ra nha mọi người. Mình đã đạt tới độ sâu là 30m. Liệu các bạn nghĩ coi là dưới 30m mình sẽ có được những cái con cá nào? Sẵn sàng chưa? Đây, chúng ta có cá ngựa nè, rồi cầu gai nè, mấy cái nhím biển đó mọi người, rồi cá heo nè, cá heo vàng, cá heo huyền thoại. Trời ơi, câu được không có được cái gì vậy? Nhưng mà mình câu được 300.000 mọi người ạ. À, đỉnh kiểu là best score của mình, có nghĩa là cái điểm cao nhất của mình là 400.000. Ok, lần này mình phải câu mấy con chất lượng nào. Trời ơi, thấy con gì là chụp con đó là chất lượng dữ chưa? Là chất lượng dữ chưa? Tại vì mình sợ mất tiền nên là mình con nào mình cũng câu cả. Tới tầm này rồi là mình giàu có rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nâng thêm cá vô. Rồi, hãy cho tôi thêm cá đi. Cá gì cũng được, câu càng nhiều càng tốt mọi người ạ. À, câu càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, cho một con huyền thoại coi. 400.000. Yes sir, 413.000 mọi người ạ. À, let's go. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ mình có thêm mấy cái móc câu nữa, nhưng mà mình cần thêm tiền để tạo thêm móc câu. Và để xem coi. Ồ, mình có thêm hai con này. Ui, nó cho cả đống tiền luôn. Và đây là cái hồ của mình. Ở hồ của mình muốn nuôi rất là nhiều con luôn mọi người ạ. À, con gì mình cũng nuôi rồi. Lên 1 triệu rồi. Bây giờ chúng ta cần lên thêm cái này nữa. Coi thêm quảng cáo nữa là mình sẽ câu được 29 con cá một lượt. Và độ sâu là 30m. Tuyệt vời chưa? Đây, lần này chắc chắn là được 500.000. Chắc chắn là phải được 500.000 nha. Chắc chắn là 500.000. Ủa, không có con màu vàng nào vậy? Rồi, vậy là mình cảm giác là mình không được 500.000. Có 400.000 thôi mọi người. Bây giờ phải kiếm mấy con huyền thoại mà bắt để được 500.000. Phải được 500.000 á. Đâu? Một con. No. Hai con cũng đỡ. Được 500.000 không ta? Trời ơi, lần này có 340.000 à mọi người. Hay à, tốn tiền đấy nha. Ok, nếu mà các bạn hãy mường tượng thử coi là nếu mà mình đạt tới 100m thì mình sẽ câu những con gì? Các bạn có biết được không? Mình không biết được là mình sẽ tiếp theo là mình sẽ câu được những cái con gì nữa. Phải xuống độ sâu cao sâu hơn mình mới biết được mình câu những cái con gì. Trời ơi, có một con cá vàng kìa. Này là mình thu hoạch hết nha, để mình lấy tiền nha, chứ mình không biết là còn con nào mà màu vàng không, nên là mình cứ như vậy trước cho chắc ăn. Và mình đã có một cái móc câu mới, đó là móc câu bầy ong. Cũng được luôn, bầy ong ong nâu 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 nâu, bầy chị bay đi đâu. Cái này được nè, cái này cá vàng nhiều nè. Vàng nè. Vàng một con. Hai con.
Thôi để dành. Trời ơi, nó ra mấy con cá cùi bắp rồi. Trời ơi, có 340.000 à. Ê, bây giờ mình phải nâng cái này này. Nâng cái này thì mình mới được. Ok, để xuống độ sâu tiếp theo coi coi là mình câu được con gì nha mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ câu được con cá mập. Cá mập nhờ. Nãy giờ chưa thấy cá mập, cá đuối nữa. Ờ, mấy con đó chắc ở độ sâu cao hơn á mọi người. Ôi, 459.000 à, tôi câu cái gì mà tôi được nhiều tiền vậy? Ôi, lần này thả bịp rồi. Nhưng mà mong là hãy cho tôi nhiều con cá vàng là được. Nhiều con cá vàng là mình lời. Nhiều con cá heo vàng là lời. Không, không lời. Kèo này chưa tới 300.000 đúng mọi người. Dở. Ok. Sẵn sàng chưa? Đâu. Trời ơi, một con cá ngựa 30.000 á ni. Trời ơi, tuyệt vời thế nha. Một con cá ngựa 30.000. Thế thì mình phải được 500.000. Oh my god luôn, best score. Đi xuống. Đi xuống dưới coi coi. Là cái gì vậy? Tại sao lại là cá ngựa nữa? Tôi không cần cá ngựa, tôi cần biết là cái con tiếp theo tôi câu là con gì. Trời đất ơi. Tốn tiền xuống độ sâu mà nó không câu được con gì xịn xịn vậy? Cho con gì xịn xịn ơi, cho tôi biết được cái con toàn cá ngựa không à. Một con cá ngựa là 30.000, ngu gì không lấy. Trời ơi, 70.000. Nếu tôi đoán không lầm. Đúng không? 519.000 luôn, ghê chưa, ghê chưa. Và bây giờ mình cần tới tận 4 triệu. 4 triệu để mình xuống cái tầng tiếp theo. Ấy, một con 30.000 này, một con cá ngựa 30.000. Ngu gì mà không lấy? Phải lấy chứ. Ờ, câu. Ôi, mình chỉ ngồi một chiếc thuyền bé bé xíu xíu vậy thôi mà câu được toàn mấy con quái thú không à. Cái này thường là người ta phải ra ngoài đại dương người ta mới câu được. Còn tôi là tôi câu tại một cái hồ mà mấy con này nó ở nước mặn chứ làm gì mà nó ở nước ngọt. Trời đất ơi, cái game bịp rồi. Rồi, kèo này thì chỉ 300.000 là mừng. Đào được 300.000 là mừng lắm rồi. Không có con nào vàng ngon ngon cả. Sắp được 4 triệu chưa? Ây à, chết rồi, tôi đang bị hoảng rồi. Bị hoảng loạn, bị bối rối, bị panic rồi. Ok, cái heo bây giờ không có nhầm nhò gì với tiền của mình đó mọi người. Cái heo bây giờ không có nhiêu tiền á. Ba con cá heo nó mới bằng một con cá ngựa. Nghĩa là cá ngựa nó quan trọng. Nó mắc hơn. Đây, câu hết luôn, có bao nhiêu con cá ngựa là bụp hết. Đúng vậy, yes sir. Ok. Chắc được 520. 559 luôn, một kỷ lục mới nữa. Yeah, sắp được 4 triệu rồi. Khi nào được 4 triệu để tôi biết được con tiếp theo tôi mới kết thúc video được mọi người ạ. À. Ây da, bỏ qua một con cá ngựa rồi. Trời ơi, câu mấy con cá heo không có nhiêu tiền á. Ai. 400.000 cũng vớt vát được tí. Vô. Cố lên. 3 triệu mấy rồi. Sắp được 4 triệu rồi. Cá ngựa. Ok. Yes sir. Ôi lần này câu. Ok nha. Đánh giá. Chưa được 500.000 nữa. Định nói là đánh giá là câu được mấy cái hàng ngon. 4.2 hả? Vậy là mình cần thêm 500.000 nữa. Màn này mà mình đào được 500.000 là mình lời. Là mình nâng cấp luôn á mọi người. Ok. Là lời dữ chưa? Chưa được 500.000 nữa. Một màn cuối chắc chắn là được. Đây. Và tôi sẽ biết được cái con tiếp theo tôi câu là con gì. À, rồi con cá hồi, con cá mà không, con cá này tới tận 20.000 một con vậy. Con cá màu đỏ mọi người. Rồi, trời 499 cho một cái nó 500.000 cho đẹp trai được không? Trời đất ơi. Này coi quảng cáo luôn, xuống tầng tiếp theo luôn. À, chết rồi. Gì đây? Chỉ toàn là cá ngựa không vậy? Cá ngựa không là cá ngựa. Ây da, được một cái gương. Từ từ. Cái gương này mới nha quý vị. Mở luôn. Cho tầm 20 tỷ thôi. Trời ơi, cho tiền, ai mà cần tiền. Tôi không có cần đồng tiền đó. Nó cũng tiền. Mấy triệu luôn là ngon nè. Câu thêm con cá nữa, câu nhiều cá nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ unlock cái này. Và mình sẽ được cái cục kẹo sao? Được cái cục kẹo sao? Không câu được con gì mới cả mọi người. Rồi,
con gì mới không? Nãy tôi không để ý. Hình như cái con đó nó... À không phải, không phải. Ok. Ok. 12.000 cũng được. Có đỡ hơn không? Và đó là 700.000. Từ 500.000 lên 700.000. Oh my god. Câu một lần như vậy nó mới phê mọi người ạ. Rồi, ok, tới đây mình đã câu được con cá ngựa trị giá là 30.000. Đúng rồi, 30.000. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye, peace.